À, xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ tiến hành tháo con máy Yong Kiev Panasonic TK7208 ra. Xem con này bên trong cấu tạo của cái buồng điện phân nó như nào nhé. Đây thì tôi vừa tháo cái ống bổ sung canxi này, cái điện phân này. Để tháo cái nắp đằng sau ra. Đây. Đây là cái lõi lọc 6.000 lít này. Đây là cái lõi lọc của Panasonic thì dùng cái công nghệ mạng sợi rỗng các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy các cái đầu sợi rỗng này. Đấy. Lọc quả lọc có mạng sợi rỗng này rất ngon nhé các bạn nhé, rất xịn đấy. Ừ. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tháo ra nhé. Xem cấu tạo bên trong của nó. Đây nhé. Để xem cái con này là sản xuất năm bao nhiêu này. Con này là 2009, 2009. Như vậy là đến bây giờ là được 14 năm. Đấy thì mình sẽ tháo ra để kiểm tra xem là cái con máy Panasonic TK7208 sau 14 năm sử dụng thì cái chất lượng bên trong của bo mạch và buồng điện phân nó sẽ như nào nhé. Đây cái vòi của nó tôi vừa tháo ra này. Đây, còn đây là cái phần bo mạch điều khiển này, mặt mặt trước này. Đấy. Còn đây là cái phần bo mạch chính này, bo mạch công suất và buồng điện phân này. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy là cái hàng Pana người ta làm rất là chỉn chu nhé. Đấy, cái phần bo mạch này người ta còn đổ keo. Đấy. Đổ keo để tránh bị nước vào này. Đổ keo rất kỹ nhé. Đấy, khác hoàn toàn với các cái dòng Chimium hoặc là Sanwa nhé. Đấy, cái dòng này nguồn thì là nguồn sung rồi. Đó, ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành tháo cái buồng điện phân này ra. Con này là dùng 3 tấm điện cực thôi. Sẽ tháo cái buồng điện phân này ra xem như nào. À, đây nhá, các bạn có thể thấy đây là tôi vừa tháo cái rắc cắm nguồn này. Bạn cũng có thể nhìn thấy đây cũng dùng một lớp cao su này, gioăng cao su để bảo vệ này, tránh bị nước vào này. Đấy. Đây các bạn. Đây là cái bo mạch công suất của con TK7208 này. Đấy. Đây nhá, đây là cái lớp keo họ đổ lên trên này để bảo vệ các cái lớp mạch bên trong, tránh bị oxy hóa. Bây giờ tôi sẽ tháo cái phần tấm điện cực này ra nhé. Đây, ở đây là 3 tấm điện cực này. Một tấm điện cực dương và 2 tấm điện cực âm này. Đây, mình vừa tháo cái buồng điện phân đây. Bên trong tấm điện cực của Pana này. Đấy. Cái tấm điện cực của Pana này thì màu của nó lại không phải là màu trắng các bạn nhé. Mình thấy nhiều bên cũng tháo ra rồi, nhưng mà màu của nó lại màu gì đấy. Nó không phải là màu như kiểu màu của bạch kim, giống như các cái tấm điện cực của Sanwa hoặc Chimion. Đấy. Tấm điện cực của Pana thì màu lại màu như này. Đấy. Bạn nhìn có rõ. Đấy. Tấm màu lại đen đen như này. Đấy. Đây là nó cũng phủ một cái lớp gì đây nhưng mà mình không rõ lắm. Đại khái nó không phải là một nó không phải là phủ platinum như kiểu là các cái bên kia. Mặc dù vậy thì cái màng ban thấm đây mình đánh giá còn rất đẹp, không có bám cặn canxi gì đâu. À. Đấy. Màng ban thấm rất tốt nhé. Này, có cái tấm này cũng thế đây. Đấy.
Không biết là hàng bên Pana người ta phủ bằng cái chất liệu gì mà lại có cái màu đen sẫm như này. Cái này cũng không phải là do nó cháy đâu các bạn nhé, màu của nó thế đây này. Đây để mình tháo thêm cái tấm giữa này ra xem như nào. À, cái tấm giữa này thì không tháo được các bạn ạ. Tấm giữa này ở phía giữa là người ta gắn keo chết rồi. Đấy. Này các bạn nhìn màng bán thấm này, nó rất tốt nhé. Không có bám tí cặn canxi nào đây. Không có bám tí cặn canxi nào cả. Đấy, thì chỉ có cái tấm điện cực của Pana thì màu đấy, màu như này. Đây thì các bạn nhìn đi nhé. Thì nó không phải là do bị cháy đâu. Đó. Lúc nãy mình đã test nước thử rồi. Độ pH lên rất chuẩn. Hydrogen cũng rất là dày, mịn và lâu tan. Thì chứng tỏ là cái tấm điện cực này cũng còn rất tốt. Chỉ có cái vấn đề là cái màu của cái tấm điện cực thì nó lại không phải là màu trắng như các cái hãng Chimeo hoặc là Sanwa. Nó là cái dạng titan phủ platinum, mà cái này là đây là hãng Pana người ta phủ bằng cái gì đấy chứ mình không rõ lắm. Rồi như vậy là mình đã tháo cái buồng điện phân ra, mình kiểm tra sơ bộ về cái tấm điện cực thì tấm điện cực vẫn còn ngon nhé, không không bị thủng hay là không bị mòn gì hết, không bị oxy hóa gì hết, không bị bám cặn. Rồi các cái màng bán thấm này cũng không bị bám cặn này, không bị bám cặn canxi này. Đấy. Rồi cái buồng điện phân này rất là sạch sẽ, không vấn đề gì. Đấy, nhựa ABS này. Đấy. Trong này rất là sạch nhé. Và lúc nãy mình chắt nước thì nước độ pH lên rất chuẩn. Hydrogen dày, mịn, lâu tan. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại. Này, mình cho các bạn xem lại cái bộ bo mạch của Pana một chút. Đấy, rất đẹp, mới. Và bên Pana thì họ đổ keo này để tránh bị các cái bo mạch này nó bị oxy hóa do cái hơi nước nó vào. À, sau khi mình lắp lại xong thì mình sẽ tiến hành quay một cái video test chất lượng nước đầu ra qua cái máy 7208 này. Cái độ pH và nồng độ hydrogen cho các bạn nhé. Nếu mà đánh giá để đánh giá về đánh giá sơ bộ tức là cảm quan của mình ấy thì mình thấy cái hàng của Pana rất là ổn đấy. Tức là từ cái bo mạch này, cái lõi lọc nhé. Đây mặc dù đây là cái hàng giá rẻ thôi nhé, không phải hàng đắt đâu. Cái hàng con 7208 này hàng rẻ thôi. Thì lõi nhá, đầu tiên là nói về lõi thì nó là dùng màng công nghệ màng sợi rỗng này. Ok nhá. Thứ hai là về các cái chất lượng của nhựa này, cũng nhựa ABS xịn này, rồi các cái bo mạch này. Đấy, người ta làm rất là cẩn thận. Đấy thì chỉ có mỗi cái tấm điện cực ấy thì mình đang chưa hiểu là họ phủ bằng cái chất liệu gì. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.